À, giờ mình muốn phóng ra bên này là mình phải cần ăn mồi cho nó, cần ăn mấy cái này cho nó bự lên rồi mới nhảy ra bên ngoài. Ô, nhảy ra bên ngoài được nè. Ú, nó tuột. Ú, tuột ở đâu vậy? Ú, trôi sông luôn cả. Ui 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 ui, rồi quay chỗ này. Tôm anh em, tôm ở đâu rồi? Nuốt 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 nuốt. Mình còn nhỏ quá, mình đâu có dám ăn mấy con bự đâu. Mình ăn mấy con tôm vừa tầm mình thôi. Rồi xong mình bự lên, mình nuốt mấy con ké ở trên, bự ở trên. Rồi, nuốt nuốt nuốt. Từ ở trong cái cấm rê chỗ cái chắc con này là chắc ở sông quá anh em. Sông hay biển ta? Biển rồi. Rồi lát nữa mình ăn bự rồi mình đi, mình di chuyển ra đại dương luôn nha anh em. Đại dương ăn cá mập. Ủa, đi đâu đây? Ủa, nhảy lên ăn con kim. Ôi, ôi. Rồi. Ù, lụm hết luôn. Vì chai vì đồ quét sạch luôn anh em. Con cá này cái gì nó không ăn được hết á. Rồi, coi lên này. Nhảy nhảy lên ăn hai con cà con chim gì ở trên trời rồi. Rồi, còn con lụm luôn. Rồi ngon. U. Mình càng lớn thì nó càng hồi sinh xe anh em. Ê. Ui, thợ lặn. Ui. Thợ lặn kìa. Các khi lại bự lên là lụm luôn thợ lặn luôn. Ô, lụm được cái phao rồi nè. Nuốt luôn cái phao luôn anh em. Rồi cá mấy con hải cẩu kìa. Chưa làm gì được nó đâu. Mình cần phải bự lên. Các khi nào mà ăn luôn được cái người người lặn không ta? Thợ lặn không ta? Kiểu sắp bự rồi. Rồi ăn được hải cẩu rồi nè. Ăn được hải cẩu rồi. Rồi không mình nhưng mà không có con hải cẩu. Lụm được người luôn cơ. Ôi chạy chạy chạy. Ù cái heo ở dưới kìa anh em. Ủa kêu lụm mấy cái mấy con ké kìm. Ôi không ăn được cái con đá được đâu. Nuốt hết luôn rồi. Ủa nó được thiếu con kia nó bự quá. Rồi nuốt 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 trên này thợ lặn nè, thợ lặn. Ui sao bây giờ mình nhìn thợ lặn nhã chứ ta. À thì ra là mỗi ngày mình càng bự lên. Khi nào mới ăn được cái con cá heo kia ta. Lầm. Ô, tốt rồi. Ôi, chưa ăn được. Ồ, ăn được rồi nè. Ôi. Ăn được con cá heo, cá mập rồi nè. Rồi, ôi, con này chưa ăn được. Ô, máy bay tàu thuyền đồ. Nhè, lầm cái nhè luôn không? Lầm cái nhè luôn không anh em? Ôi, chưa ăn được cái nhè à. Cần phải bự lên tí nữa. Lụm luôn. Ồ, giờ bự quá rồi. Ồ, nhè coi. Ê. Ủa, cả máy bay nó bắn mình kìa. Máy bay đang bắn mình kìa. Máy bay quân đội. Lụm luôn máy bay luôn. Rồi, chạy xuống. Xuống cái này đi anh em. Ủa, các cái đạn truy tìm hay sao á. Các cái viên đạn rồi, nó đang dí theo mình rồi. Mình đứng lại coi thử đi. Nó nổ vô phát anh em, nó bị nó tốn mất máu anh em. Ôi, ăn hết luôn rồi. Trời. Ôi, ngon anh em. Ôi, kiểu ăn xong. Cái tàu ngầm. Cho này nữa nè. Máy bay. Ôi, hết. Sao nhiều vậy? Chạy. Ôi, một viên đạn rồi. Ní không kịp anh em, nó càng ngày đông quá rồi. Kiểu lập cái máy bay. Lập chiếc máy bay nè. Đó, giờ ăn luôn nè. Ăn luôn, lập luôn, chưa lập. Lập chiếc máy bay nè. Lập luôn tàu ngầm. Ủa, nó bán à. Này nó bán ăn hết anh em.
Rồi, rồi, chuẩn bị que màng lại que. Ra đại dương nha anh em. Này mới ở trong bờ. Rồi, que màng rồi.